Nhưng nếu muốn tự cứu mình, đó là nơi bạn phải hướng đến. Và tôi biết chính xác mình cần làm gì. Được rồi, trước hết phải lao xuống đã. Cách duy nhất để thoát khỏi hòn đảo này là đường thủy. Hãy nhìn đống rác này. Các trận bão kinh hoàng đánh dạt tàu vào bờ biển cũng đã để lại rất nhiều mảnh vỡ. Tôi có thể dùng chúng để dựng một chiếc bè, và nó cần phải thật chắc chắn. Đây chắc chắn là quy trình tái sinh rác thải tối ưu. Các thanh tre dài sẽ được dùng làm khung, và một thanh chắc ngang để tạo độ cân bằng. Tôi buộc ba thanh gỗ làm một, và làm tương tự như thế để có bó thứ hai. Tôi sẽ có một mẫu thuyền đôi dã chiến. Những thùng nhựa sẽ giúp chiếc bè của tôi nổi lên. Kế hoạch khá tốt, nhưng vấn đề là hầu hết những cái can nhựa này đều không có nắp. Cố gắng tìm một cái vừa với nó xem. Đây rồi. Tôi cần tạo được độ nổi tối đa, và khi cá mập trắng vẫn lẩn vẩn trong nước, tôi cần cách xa mặt biển để đảm bảo an toàn. Tôi đang ở ngay điểm đánh dấu của đỉnh thủy triều. Ngay khi tôi xoay người, tôi muốn tận dụng nó để đưa mình ra khơi. Thủy triều xuống sẽ đưa tôi ra biển để tiến vào đất liền, nhưng vẫn có một dòng thủy lưu đánh ngược tôi trở lại. Tôi cần dựa vào dòng thủy triều để đưa tôi ra biển và tránh việc gió đẩy tôi vào lại bờ. Hơn 4 dặm để vào đến đất liền. Dù thủy triều hỗ trợ, nhưng bạn có thể mất đến 7 giờ để vào đó. Khi có cá mập xung quanh, 7 giờ là quá nhiều. Nhưng ở lại trên hòn đảo hoang tàn kia là tự kết án tử. Việc đánh giá khoảng cách trên biển luôn khó khăn. Đôi khi mọi thứ nhìn gần hơn thực tế. Quy tắc là nếu đang ở biển thì cứ nhân đôi khoảng cách bạn nghĩ. Đất liền đã ở gần, nhưng nếu gió thổi mạnh hơn, tôi lại bị đẩy ra biển. Tôi có thể cảm nhận mình đang bắt đầu chậm lại. Gần đến bờ biển sẽ có các bãi cát lớn và sóng to. Chiếc bè của tôi đang vỡ ra, đến lúc rời bè rồi.